Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi có tiếng chưa? Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái buổi gọi là một cái giải Outland lần đầu tiên tổ chức trên livestream của Gạc Nguyệt TV. Ha, lần đầu tiên làm caster luôn mấy em, tức là bình luận trong một cái giải đấu ha. Và tổng giải thưởng của giá trị này sẽ lên tới là 650 Robux cho 4 bạn. À, hạng nhất là 300, hạng nhì là 200, hạng ba là 100, hạng tư là 50. Ha, tức là 4 bạn vô vòng chung kết ấy. Và giải đấu này là lần đầu tiên cho nên là chỉ cho những bạn mà cấp maximum thôi, tức là những bạn mà cấp 650 á. Rồi chưa? Tức là giải thi đấu này dành cho những bạn cấp 650, tức là maximum cấp ở trong lobby. Và cái này anh đã đăng cái bài viết cách đây khoảng tầm 4 ngày rồi, 3 ngày, 4 ngày rồi. Để cho các bạn đăng ký và những bạn đủ điều kiện được add vào server VIP thì mới duyệt thôi. Và giải thi đấu kỳ này chúng ta sẽ có tất cả là 13 bạn. Như giờ trên màn hình đã bắt cặp rồi, trong cái Discord thì có một cái video bắt cặp luôn. Mấy em để thấy, chúng ta sẽ có 6 cặp đấu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tại vì chúng ta có 13 bạn. Do đó thì có một bạn sẽ may mắn là không cần phải ra vòng loại, bạn trực tiếp vào vòng tiếp theo luôn. Đó là bạn Leon 123, đó là bạn trực tiếp vào trong cái vòng tiếp theo luôn. Còn chúng ta sẽ có 6 cặp đấu. Ha, 6 cặp đấu là 12 bạn. Thi đấu 3 trận nha, chiến thắng 2 trận coi như là chiến thắng chung cuộc. Chắc tầm khoảng 50 phút nữa mình sẽ thấy bắt đầu thi đấu nha, nhưng mà bây giờ là thi đấu theo thứ tự 1 2 3 4 5 6, em thấy không? 1 2 3 4 5 6. Thì đầu tiên là bạn có bạn Tuấn với bạn God nè. Hai bạn này thi đấu đầu tiên. Và thứ hai là bạn Chaka, bạn Kali, là hai bạn là hai cặp đấu thi đấu đầu tiên. Anh sẽ add các bạn đó vào server VIP. Những em nào mà có trong lượt thi đấu á, đang online thì hãy lưu ý nha. Tại vì server VIP của lobby á, nó chỉ có một lần là mười mấy người thôi, cho nên anh sẽ add một lần hai cặp đấu, tức là 4 bạn. Sau khi 4 bạn thi đấu xong thì anh sẽ add tiếp 4 bạn, tức là cặp thứ 3, thứ 4. Ha, thi đấu xong thì anh sẽ reset server và add bạn thứ 5, thứ 6, tức là 4 bạn ở cặp 5, cặp 6. Được chưa? Có giải nào nữa không? Thì nếu giải này thành công và diễn ra suôn sẻ thì anh sẽ tổ chức có thể là 1 tuần, 2 tuần sẽ có một cái giải đấu tiếp theo nữa. Và giải thưởng thì có thể là nhiều hơn. Ha. Ok, chào mừng các bạn đến với Outland Lobby mùa đầu tiên. Và cặp thi đấu đầu tiên là bạn Nguyễn Anh Tuấn và bạn TFC God nha các bạn. Rồi, ok, như vậy còn bạn Tuấn đâu? Bạn Tuấn đâu? Hello, bạn Tuấn đâu, bạn Tuấn ơi? Bạn Tuấn là sẽ đấu với lại bạn God nè. TFC God có mặt ha, bạn Tuấn đâu rồi? Bạn Tuấn mà một phút nữa bạn không xuất hiện trong server là bạn sẽ bị loại nha. Và bạn TFC God sẽ bước vào vòng tiếp theo mà không cần phải thi đấu. À, quên nữa, nếu mấy em thi đấu trong giải này được, mấy em chơi trong lobby, mấy em mua được áo choàng, mua được haki thì mấy em có quyền sử dụng hết. Búp hết tất cả cho anh, cứ búp hết tất cả. Tại vì mỗi cái búp là chúng ta sẽ có một cái cách đi đồ khác nhau, cách đi năng lượng khác nhau ha. Xài hết tất cả, có gì búp đó, búp nón, búp áo choàng, búp haki, hay quan sát haki, vũ trang gì cũng được, chơi hết. Nguyễn Văn Anh Tuấn nè mấy em. Đây, 30 giây nữa nha bạn Tuấn ơi. Bạn Tuấn không join được trong 30 giây nữa là bạn Tuấn sẽ bị loại nhá. Và em TFC God sẽ được vào vòng tiếp theo. 10 giây nữa nha bạn Tuấn ơi. Tuấn đi học rồi. Ôi mấy em biết bạn Tuấn à. Bạn Tuấn học giỏi cho nên bạn Tuấn sẽ bị loại. Ok, tội cho bạn Tuấn rồi. Không có thi đấu thêm nha mấy em, tức là không có chọn bạn khác thay thế nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có bạn TFC God được vào vòng tiếp theo nha. Bạn Tuấn đi học á, kỳ sau bạn Tuấn nhớ để thời gian cho bạn Tuấn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với trận thi đấu đầu tiên của cái lobby này. Đó là bạn Chaka và bạn Kelly. Không biết bạn xài cái trái gì nữa. Anh không hề biết các bạn xài trái gì luôn, nhưng mà các bạn này đều đã full cấp là 650 rồi. Cố lên bạn ơi, giải thưởng 300 Robux các bạn ơi. Còn bên đây chúng ta có bạn Chaka, full haki luôn. Full haki vũ trang từ đầu tới cuối luôn. Bạn xài Bicento. Ok, có Black LED luôn các kiểu. Trận đấu đầu tiên, Chaka 3 Go. Trái này trái Rumble á, đâu phải trái Rumble đâu. À, bạn này sẽ trái Para các bạn ơi. Chaka sẽ trái Para nhá. Có vẻ hơi lắc chút xíu. Server nó hơi lắc, cẩn thận nha các bạn. Cái này là rất là khắc nghiệt đối với cái server của Gạc Công Nghiệp luôn, bởi vì nó khá lắc. Đây là trận đấu đầu tiên, một bạn xài trái Rumble, một bạn xài trái Para thì phải. À không, thanh niên này xài trái Goro mà. Chaka mất nửa máu rồi các bạn ơi. Sao né ghê vậy? Trời ơi, dính một cái đòn chưởng từ trên xuống luôn, chịu sao nổi. Chaka sắp chết rồi. Charlie vẫn còn sống. Rồi, ok. Rồi, 1-0. Kelly 1-0. Trái Goro đã chiến thắng mấy em ơi.
Một chiêu chưởng từ trên xuống dưới và bạn chắc ra không còn sống sót gì nữa. Đâu rồi? Chắc bói chưa? Go! Ồ, kết hợp luôn à. Cái trái Goro này, cái trái sấm sét này, cái phạm vi sát thương cực kỳ cao mấy em ạ. Trời ơi trưởng, hên là mình có Ali rồi đó, không là chúng mình chết rồi. Không biết em này có lắc không ta, chứ server anh hơi bị lắc đấy. Với cái việc thi đấu trực quan như vậy, những em cấp tầm 650 mấy em sẽ thấy là sát thương của trái nào sẽ hợp lý hơn trong cái việc chúng ta thể chiến đấu. Rồi, trời ơi. Công nhận một điều là trái Goro phạm vi cực kỳ rộng luôn. Còn cái trái mà xì xì khói này nè, né như gì rồi, chắc ra lại bị mất nửa cây máu rồi mấy em ạ. Cô bộ Kali chúng ta chưa bị mất giọt nào hết. Goro rất là mạnh, đúng rồi, Goro rất là mạnh luôn bởi vì phạm vi nó khá là cao và cái sát thương phạm vi rộng nó rất là cao đấy. Nguyên một cái đòn sấm sét thì trời rơi xuống nè. Rồi tiếp cận rồi mấy em ơi. Oh my goodness. Chắc ra sẽ làm gì khi anh ta có full Haki vũ trang. Nguyên cái người đen thui luôn. Hồi máu à. Như vậy là chắc ra đang câu thời gian để hồi máu mấy em ơi. Server hơi lắc ha. Tương lai thì anh sẽ nâng cấp cái máy anh lên để cho nó mượt hơn chút xíu. Với lại tầm buổi tối này hơi lắc mấy em. Chắc ra bật lắc lét rồi. Bật chân đen lên rồi. Goro có cái chiêu gì ta? Lướt rất là nhanh luôn. À cái chiêu Goro có một cái chiêu là cái chiêu C á. Thay vì mấy trái kia là chiêu V. Ý quên. Mấy cái trái kia là cái hệ bay á mấy em. Thì có một cái chiêu lướt ha. Bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Được chiêu con Jun nè. Bắn từ chiêu con Jun nè. Haki á, tất cả đều bật Haki rồi, cho nên thì cái việc chúng ta gây sát thương nó khá là cao. Và nếu mà em full Haki toàn thân á, thì mấy em sẽ được thêm defense ha. Máu tụi em sẽ tăng lên. Một bạn nói comment là trái Goro mà gặp ông nào xài trái là Gomu thì là ăn hành gặp mặt. Anh không biết nó có kỳ gì không? Rồi. Sắp chết rồi. Sắp luôn đi em ơi. Gió lốc nổi lên, hụt rồi. Nằm bên đây mà. Máu đang bơm từ từ lên kìa, chạy lên. Lướt tới, đúng rồi. Ok. Cúng cho em một cây nhang. Bon. Rồi, bạn chiến thắng đầu tiên trong cái trận lobby ao làng này. Cặp thi đấu đầu tiên là bạn Kelly 123123. Ok, anh vừa đặt tên 4 bạn của cặp thi đấu thứ 3, thứ 4 vào trong server VIP lobby rồi. Mấy em hãy F5 là trình duyệt. Ha, sẽ có một cái server đấu trường á, mấy em hãy tham gia vào đó và di chuyển tới cái đảo arena nhé, và chúng ta có 5 phút để chuẩn bị. Rồi, chúng ta sẽ xem coi. Đây là bạn Tâm rồi các bạn. Bạn Tâm cũng đã full Haki rồi. Full Haki vũ trang từ đầu cuối rồi. Và không biết xài trái gì nhé. Quên hôm bữa mấy em đăng ký cho anh là cái trái ác quỷ, anh không có nhìn, xóa mất tiêu rồi. Bên đây bạn Minh Pro ha, bạn xài một cái gì đó. Oh my god, đẹp thế. Và hai cái kiếm. Hai kiếm hay ba kiếm ta? Ôi xài có hai kiếm thôi á. Go. Để xem. Bạn Tâm là người chủ động tấn công trước mấy em ạ. Server này lắc là một cái điều rất là khắc nghiệt. Không biết là mấy em bị lắc hay không. Anh vừa thấy là bạn Minh Pro xài trái Goro. Còn bạn Tâm hình như là xài trái Pika Pika thì phải. À không phải, trái Phonix mấy em ạ. Tâm xài trái Phonix nha. Trái Phonix hình như có hồi máu. Wow. Goro và Phonix. Trái Phonix tiếng kia là cái gì ta? Hito à, Hito Hito Nomi à. Biến thành con chim rồi, vừa bay lên bay xuống. Cái đấu trường này hình nên nhỏ là chút xíu, đấu trường hơi rộng. Lại là một đối thủ với một trái Goro. Minh Pro xài trái Goro. Tầm 5-20 á, thì xài trái Phonix. Nãy giờ hai người cứ chào hỏi nhau hoài mà không ai tấn công ai hết là sao? Tấn công đi. Đúng rồi. Dính rồi. Bạn Tâm đã bị dính đòn rồi. Nhưng mà có bộ là mất không nhiều máu lắm. Hình như là mỗi lần mình biến thành con chim là bị hồi máu đúng không? Nó sẽ hồi máu lại cho mình đúng không? Như vậy trái này bất tử à? Chơi kỳ vậy. Mai mốt sẽ có thời gian nha. Thời gian là khoảng tầm 1 phút 30 giây thôi. Sau 1 phút 30 giây mà không ai chết hết thì ai ít máu hơn người đó thua ha. Không ai rỉa ai được miếng máu nào hết. Cứ rỉa rồi hồi, cứ rỉa rồi hồi. Nhưng mà có bộ là trái Phượng Hoàng nó sẽ có một cái lợi thế hơn là nó sẽ hồi máu được. Lần tiếp theo chúng ta sẽ có. Rồi ngã ngựa rồi. Tâm còn nửa cái máu. Minh Bro cũng còn nửa cái máu. Đáng chuẩn bị gồng lên chơi một cái chiêu gì đó. Rồi. Hút lên trời. À không 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 không. Bay ra rồi, bay ra rồi. Không được ra ngoài đấu trường nha.
đứng trong khu vực đó cho anh, không có ra ngoài đấu trường nha. Hai người đánh là tới sáng mai luôn. Cái này đáng lẽ phải một cái bo như là PUBG giống em. Ok, dính một đòn, Tâm gần hết máu, lại dính thêm một cái đòn chữ xét nữa. Và Tâm đã chết rồi. Ok, và một lần nữa trái Goro đã chiến thắng em ạ. Minh 1, Tâm 0. Có chừng Kali là R3 hả? Ai biết, hên xui. Anh chỉ tính là cái account thôi, còn cái người mà đang chơi thì anh không biết là ai. Ha, anh chỉ tính là cái account tham gia thi đấu thôi. Công nhận luôn, bạn Tâm mất 2/3 cây máu bởi vì một cái chiêu nguyên một quả cầu sét thôi. Mất 2/3 cây máu rồi. Và bạn bắt buộc là phải biến thành con phượng hoàng để bay lên. Bay lên bay xuống để hồi máu thì vậy. Cái chiêu chém hồi nãy hình như của cây Bishinto đúng không? Cái chiêu mà lướt lướt chém chém. Tâm còn nửa cây máu. Bạn Minh thì mới mất 1/3 cây máu thôi. Lướt tới, đúng rồi. Lại tiếp tục biến thành chim rồi. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Đâu rồi. Bay lên sao không bay xuống em ơi. Rồi, hết rồi, hết thời gian cũng phải bay xuống thôi. Tiếp tục vung Bicento để chiến đấu em ạ. Rồi, thêm một quả cầu nữa nè. Có chết không? Có chết không? À, chưa chết. Có một bạn khán giả nói là hãy xài chiêu ít nhiều vô. Chiêu ít là chiêu gì anh không biết, nhưng mà xài chiêu ít nhiều vô. Cái cây sét này cũng khá là rộng nè. Nói chung cái tuyệt chiêu của trái Goro là một cái tuyệt chiêu dạng rộng em à. Khoảng cách xa như vậy á, những trái mà hay tiếp cận gần á thì rất là khó đánh ha. Tại vì gần cỡ nào cũng dính hết. Đây, cách xa khoảng 50m mà vẫn dính. Trời ơi trời. Dính hai chiêu cùng một lúc luôn. Rồi tê liệt rồi. Bạn Tâm đã bị điện giật tê liệt rồi. Ủa đầy máu rồi á. Xét cái gì ghê vậy. Cái trái phượng hoàng rất là khó chịu nha. Cái trái phượng hoàng rất là khó chịu luôn á. Hồi nãy gần chết rồi. Nè, còn 1/3 cái máu thôi. Dứt điểm luôn em ơi. Chưa chết lại biến thành chim rồi. Lại biến thành bồ câu rồi. Bồ câu quay. Bạn kia thì cứ biến thành chim ha, rồi lấy Bicento tung tuyệt chiêu xuống. Còn bạn Minh thì cứ chờ thời cơ chụp bạn này lại và chơi những tuyệt chiêu gái trái Goro thôi. Ok, chết rồi. Cuối cùng cũng chết rồi. Yeah! Người chiến thắng của trận thi đấu thứ 3, cặp thi đấu thứ 3 là bạn Minh Pro nha. Rồi, và trận thi đấu thứ 4 là em sẽ thấy chúng ta sẽ có là bạn Hậu KM và bạn Blink Dem 1, được chưa? Bạn kia bị loại rồi nha. Mấy em kia thì cứ nghỉ ngơi đi. Rồi lát chúng ta sẽ bắt đầu vào cái trận vòng trong nha. Bên đây chúng ta sẽ có bạn Hậu KM. Và tất cả người chơi trong cái giải đấu lần này đều full Haki toàn thân rồi. Xài một cái Tomorin và một cái Bicento, ok. Không biết là kỳ này có phải là kỷ nguyên của Goro hay không ha. Thấy Goro chiến thắng 2 trận rồi. Blink Dem cũng là Haki toàn thân luôn. Haki vũ trang, full toàn thân và Bicento à. Và anh nghĩ là tất cả bạn này đều có Bicento cấp 2 hết rồi. Tức là đã diệt đầu trắng rồi ha. Quốc đi em. Để xem các bạn sẽ chạy cái gì. Đầu tiên thì hai bạn vẫn thăm hỏi tình hình với nhau bằng cách là dùng Bicento thôi. Bạn này lướt ra bên hông của võ đài. Làm gì thế? Định làm gì thế? Lại là Goro mấy em ạ. Blink Dem. Hậu KM là xài Goro nè. Blink Dem không biết xài trái gì, chưa thấy chơi chiêu mấy em ơi. Dính một chiêu rồi. Dính cái chiêu quả cầu sét của Goro rồi. À, hai thanh niên xài Goro hết à. Kỷ nguyên của trái Goro Nomi rồi. Blink Dem đã dính một chiêu trưởng từ Electro và tử nạn. Ok. Hậu 1 điểm và Blink 0 điểm. Rất là nhanh luôn em ơi. Let's go. Trận thi đấu thứ 2 của kỷ nguyên Goro. Hai bạn đều xài Goro hết. Vậy chiêu hơi sớm nha. Những con rồng sét bắt đầu uốn lượn. Cái này. Cái gì vậy? Gần nửa cây rồi. Mới vô mất gần nửa cây máu rồi. Really? Hôm nay trời mưa bão ghê ha. Sấm sét cuồng nộ tùm lum hết. 3 trận đều là toàn là Goro không. Một quả cột sét vừa được xuất hiện không có dính rồi. No. Blink Dem sẽ làm gì đây? Bạn Hậu thì vẫn bay trên không và giữ một quả cầu sét suốt. Mít rồi. Liên tục là những chiêu dùng Bicento để chiến đấu. Và gõ sét xuống đầu nó. Hai bạn đều còn nửa cây máu hết. Thời gian này mà ai đã hồi full chiêu thì rất là có lợi luôn. Sao đi xa thế? Dính nguyên cái cột sét mít rồi em ơi. Bị lắc á.
Lắc hay gì vậy? Hay nhường? Rồi, bạn hậu cá mờ làm gì đâu rồi? Một điều. Tại sao? Khó xử nha. Bị mẹ găng rồi, đi DNF bị mẹ găng rồi. Em kia chắc bị mẹ găng rồi đang. Lần sau lắm mấy em đi DNF nhớ xin ba mẹ nha. Tự nhiên đừng thi đấu, tôi đang thi đấu ngon lành, đang sắp thắng rồi tự nhiên bị. Ok, cảm ơn em là vừa donate. Khoa Lê à, cảm ơn em, thank you em. Có tiền đi cắt tóc rồi. Tóc dài quá, có tiền cắt tóc rồi. Thôi chúng ta quay lại với trận đấu nha. Ơ, hậu KM đã bị mất gần hết máu rồi. Và coi bộ là chuẩn bị đây, cái gì đây? Coi bộ cái đường truyền tín hiệu vẫn không ủng hộ bạn hậu KM chúng ta mấy em ơi. Di chuyển chậm hơn đối phương một nhịp rồi. Và lại chết rồi. Tại vì bạn kia thì có vẻ như là bạn thấy cái bạn hậu đó bị lắc hay là bạn bị găng rồi, bạn Blink đem bị găng hay gì đó rồi. Cho nên bạn nói là nhường cho bạn kia thì phải, em out rồi các kiểu. Rồi ok, coi như là cái trận thứ đấu thứ tư của chúng ta là bạn hậu cao bờ chiến thắng nha. Rồi, bây giờ là anh sẽ add tên những cái bạn kia vào nha. Bốn bạn cuối cùng của chúng ta là bạn Hùng 427, bạn Ma Tốc Độ, bạn Goku, bạn Quang Đao gì đó. Tại vì có một số em gửi nhiều lần anh biết, nhưng mà mấy em không có đủ điều kiện là anh không add em vào server VIP được. Với lỗi bạn hồi nãy là anh add vào cái server VIP được, cho nên anh mới chấp nhận là bạn nó hợp lệ ha. Còn một số em thì mấy bạn không có add vào server VIP được. Em là 13 tuổi thì mấy em hãy vào cái setting Roblox với mấy em chỉnh vào cái privacy á. Trong cái mục bên dưới là ai có thể mời tôi vào server VIP á, em chỉnh everyone ha. Hello anh Gà, chào em. Chúc mấy em coi livestream vui vẻ nha. Chúng ta sẽ tới với cặp thi đấu thứ 5 là bạn Hùng và bạn Ma Tốc Độ Lửa, là hai bạn sẽ đánh trước. Nếu em nào không có mặt ở trong cái giải thi đấu này thì sẽ bị loại ha, bạn kia sẽ được trực tiếp vào vòng trong. Bước đi. Nhanh vậy. Cái gì vừa diễn ra vậy? À, một bạn xài trái Goro rồi. Bạn Hùng xài trái Goro. Còn Ma Tốc Độ anh không biết xài trái gì. Nhưng mà cái bộ này vẫn đang xài cái vũ khí của San à. Ma Tốc Độ đang bị tấn công rất là quyết liệt mấy em ơi, còn có 1/4 cây máu thôi. Chạy rồi, Hùng vẫn đang đuổi theo không chừa cái gì hết. Sao không chơi chiêu? Dương hả? À, xài Electro kìa. Biến mất như một cơn gió luôn. Ok, coi như là chết rồi nha, 1-0. Lắc thì phải nói nha, còn tấn công mà hồi thấy biến mất rồi như chết rồi nha. Lắc phải nói chứ, go. Bước đi. Lắc mà không nói người ta sao không biết. Giống như hồi nãy các bạn kia anh cho tấn công lại đó. Ma Tốc Độ đã bị hút lên rồi. Dính thêm một quả cầu lửa nữa. Sao mà sống nổi đây. Kiểu này là phải mạng mạnh rồi tụi em ơi. Ma Tốc Độ đang bị giật điện. Mất xác luôn rồi. Sao có thể mạnh như vậy nhỉ? Mạng Lắc không ủng hộ em rồi. Em Ma Tốc Độ ơi. Mạng Lắc rồi. Sao nhanh vậy? Như vậy là chúng ta đã có thêm một người chiến thắng nữa, đó là bạn Hùng nha. Bạn Hùng hãy có thể thoát khỏi server nha. Chờ một lát, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp. Bạn Hoàng Đào 12345. Và chúng ta sẽ có bên đây là bạn Goku. Tất cả đều xài là full Haki vũ trang hết. Cấp tất cả các bạn đều là 650 hết. Được chưa, mà không biết các bạn xài trái gì. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ xem rồi các bạn nó xài trái gì. Nãy giờ Goro vẫn là ba bạn xài trái Goro rồi. À, một bạn xài trái Goro. Bạn Hoàng Đào xài trái Goro. Còn bạn... bạn Cucu, bạn nó xài trái cát. Trái vừa mới ra luôn. Trái cát phạm vi thì không xa mấy em ơi. Rồi một cái chiêu xẻ Bicento nè. Lóc xoáy cát, không trúng rồi. Một cái cột sét cũng không trúng luôn. Mấy bạn này đang thăm dò tình hình của nhau à. Đây không phải dự báo thời tiết tụi em ơi. Tấn công đi. Lại miết rồi. Khó nha. Khó khăn nha. Rồi áp sát rồi. Trúng rồi, những đòn đánh đầu tiên đã trúng rồi. Cột sát lại hit mid rồi. Vừa nói, vừa khen tức thì. Cột cát trúng ta, không có trúng. Liên tục là những đòn chém Bicento sổ xuống, mà coi bộ là không có trúng gì hết. Hay đấy. Dò nguyên quả cầu sát luôn. Goku bị mất nửa cây máu. Goku còn 1/4 cây máu và Goku vừa bị hút lên trời. Chưa chết. Vẫn còn 10% máu tệ mi. Rồi, ok. Một chiêu lướt và hình như là vừa chơi Electro thì phải. Và Goku đã bị
Thiệt mạng. 1-0 cho bạn Hoàng Đào. 1-0. Trận thứ 2 giữa bạn Đào và bạn Goku. 1-2. À, Gomu miệng sát thương với Rumble á. Go. Quất đi em, khỏi nói nhiều. Rugun anh không rành em ơi, để bữa nào anh coi. Lại dính một quả cầu sát từ bạn Hoàng Đào rồi. Goku sẽ làm gì? Khi diễn tuyệt chiêu của trái cát không có thể đánh xa được. Phạm vi nó không xa bằng cái trái Goro đâu. Dính một cục sát con thằng lằn rồi. Rồi những hố thiên thạch. Và tử nạn chỉ trong vòng 10 giây. Trời ơi em mặc cái áo của anh nữa. Tại sao vậy? Chúng ta đều mặc áo đỏ đó em. Holy moly. Tại sao? Ok, và bạn chiến thắng của chúng ta trong cái trận thi đấu thứ tư này, cặp thi đấu thứ sáu chứ. Ok, là bạn Hoàng Đào nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với trận tiếp theo nha. Trận tiếp theo chúng ta sẽ có thi đấu giữa hai cái bạn ô màu vàng. Đó là bạn Hậu KM4 và bạn Leo Leo Leon. Hai bạn này sẽ thi đấu. Tại vì các bạn Leo Leon là bạn không có tham gia thi đấu cùng loại ha. Là trận thi đấu tiếp theo là hai bạn Hậu KM với lại Leo Leo Leon. Trận thứ 8 chúng ta sẽ thi đấu giữa bạn Kali 123-123 và bạn Hùng 427, được chưa? Kali khá thảnh thơi đánh xong một trận ngồi nghỉ ngơi ăn bánh uống trà tới bây giờ luôn. Ok, anh vừa ạ tên 4 bạn là Kali, bạn Hùng, bạn Hậu, bạn Leo Leo Leon vào trong server VIP rồi. Mấy em vào chuẩn bị đi. Khoảng tầm 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ 2 nhé. Đây là lần đầu tiên anh tổ chức giải, anh casting thôi. Còn nếu tương lai mà mình có nhiều game khác nó nổi tiếng thì mình có thể mình tổ chức thêm, tổ chức giải nhiều hơn. Đây, Hậu KM, Goro Goro Nomi và Electro. Bên đây chúng ta sẽ có bạn Leo Leon lần đầu tiên góp mặt trong giải chúng ta bởi vì bạn quá thảnh thơi. Cái vòng đầu tiên bạn không cần phải đánh. Chuẩn bị. Mấy em đoán coi bạn kia trái gì. Các bạn Leo Leon trái gì. Tẩm nhau đi. Quất nhau đi. Áp sát rồi. À, hình như là cái chép Phonix à. Ồ, không phải. Cái tuyệt chiêu đó là của cây Zoro mấy em ạ. Bạn này giàu có quá. Mua cả Zoro luôn. Quá dữ dằn. Chưa thấy chơi chiêu chứ gì hết. Vẫn đang chạy. Né được cái quả cầu sét khổng lồ rồi. Ồ, cái Zoro mạnh quá ta. Zoro này phiên bản 2 tụi em. Chém rất là xa luôn. Xài trái gì ta? Sao nó tụi không thấy ta? Dùng Busho những Haki nhảy như chim. Hình như hai bạn này đều xài là trái Goro hết. À đúng rồi. Đi nhanh quá thầy không kịp luôn. Dính một cái đòn của Zoro rồi. Chạy thôi, chứ làm gì bây giờ. Một đòn nữa của Zoro mà không trúng. Zoom lên như thế này đi ha. Zoom như thế này thì chúng ta không có thấy được hai bạn đó. Hậu KM mất 1/4 cây máu rồi mấy em ơi. Lướt tới. Leleon chơi một cái cây Zoro vào mặt. Dập mặt rồi. Một tuyệt chiêu chém của Zoro nữa. Nếu anh không nhầm đây là tuyệt chiêu ngàn lưỡi đao gì đó, ngàn lưỡi chém của Zoro ha. Còn có 1/3 cây máu thôi. Máu vẫn đang hồi từ từ. Lại tiếp tục là một tuyệt chiêu của cây Zoro. Không cần phải chơi chiêu luôn. Ghê vậy. Chơi vũ khí luôn à. Chào anh gà đẹp trai, chào em nha. Rồi. Rồi. Combat rồi. Thôi. Với một nhát kiếm của Zoro và bạn Hậu KM đã nằm xuống. Tử nạn. Bòn. Phonix được dùng không anh nè? Được em. Hồi nãy có bạn kia dùng Phonix, bạn nó banh xác rồi. Bạn nó thành con chim nướng rồi. Trận thi đấu thứ 2. 1. 2. Hai bạn này đều xài trái Goro hết nha. Nhưng mà một bạn sẽ xài kiếm Zoro. Còn một bạn sẽ xài Bisento thì phải. Lướt tới. Một cái Zoro 1/3 cây máu. Trời ơi. Thốn đấy. Thốn đấy. Một quả cầu mít rồi. Đuổi theo. Truy lùng diệt tận. Hai người lại bỏ xa nhau rồi. Đường anh em đi, đường em đi rồi. Chuẩn bị có một quả cầu được tung ra. Mít rồi. Một nhát kiếm Zoro. Còn nửa cây máu thôi. Rất là đau luôn. Tiếp tục là 1000 nhát kiếm Zoro. Không trúng thì phải. Một tuyệt chiêu sấm sét Goro Goro Nomi. Còn 1/4 cây máu thôi. Hậu sẽ làm gì đây? Hậu lướt tới và ăn thêm một cái nhát chém Zoro gì dịp được Zoro nữa. Xong. Đó em thấy chưa, cái cây Zoro cực kỳ mạnh luôn. Cho nên anh bỏ tiền ra anh mua Zoro là không hề phí tí nào cả. Ok, chúng ta có người win.
không cần xài nhiều chiêu chế ác quỷ, chỉ cần một cây kiếm thôi, chọt cái kiếm đó xong là cũng đủ chết rồi. Hậu Kama đã tử nạn nhá. Như vậy á, là bạn Leleon bạn đã được vào vòng tứ kết để tranh nhất nhì ba tư rồi. Xong cái trận của Kali và Hùng thì chúng ta sẽ diễn ra cái trận của bạn TFC God và Hoàng Đào, được không? TFC God Hoàng Đào xong thì chúng ta sẽ nghỉ 5 phút. Nghỉ 5 phút sẽ ra hai cặp thi đấu cuối cùng để tranh nhất nhì ba tư ha. Bạn TFC God và bạn Hoàng Đào chuẩn bị nhé. Xong cái trận này là chúng ta sẽ được đưa vào để thi đấu solo đấy. Ok. Trong khi chờ bạn Hùng nha, thì chúng ta sẽ có một trận giao hữu giữa bạn Leleon và chị Đại Kali. Rất nhiều em nói là chị Đại Kali trong team Rebound à. À. Một. Mấy em sẽ chuẩn bị coi cái sự chiến đấu giữa hai người Leleon và Kali. Một trận giao hữu nha, cái này không tính điểm nha. Hai. Ba. Go. Trận này là trận giao hữu trong khi chờ bạn Hùng đó. Ok, bạn nó đang zone vào rồi. Zoro. Hai người đều xài Zoro và hai người đều xài trái Goro Goro Robi cả. Đấy, một trận giao hữu không có tính điểm nha. Chỉ coi mấy người này muốn giao hữu với nhau thôi. Chắc là có xích mích gì với nhau rồi. Một nhát kiếm Zoro và né rất là nhanh luôn mấy em ơi. Những người mà có tay thỏ thì né rất là nhanh, bởi vì chạy nhanh như con thỏ. Một trưởng Goro Goro Robi đâu rồi? Kali mất miếng máu rồi. Hùng lại tiếp một chiêu Zoro và Kali lại mất một chút xíu máu nữa. Kali chỉ còn nửa cây máu thôi và Hùng vẫn chưa mất giọt nào hết. Chưa rớt cọng lông chân nào hết. Tiếp tục là một chiêu trưởng của Kali. Hình như không trúng rồi. Bạn Liêu Liêu đã tiếp tục chữa một cái lên trời luôn. Biết rồi. Một quả cầu được tung ra, không có trúng. Hai người áp sát nhau rồi. Một tuyệt chiêu từ cây Zoro của Kali. Và có bộ là không có gì xảy ra cả. Một tuyệt chiêu gầm rú từ Leleon. Và Kali vẫn còn nửa cây máu. Rồi. Tiêu rồi. Mít rồi, mít rồi. Liên tiếp là những tuyệt chiêu từ cây Zoro đã được tung ra. Và Kali đã tử nạn. Ok. Trong khi Leleon không mất một giọt máu nào cả các bạn ơi. Quá đẳng cấp. Oh my goodness. Quá đẳng cấp. Cái trận này mới là tranh nhất nhì ba tư này ha, để vô vòng nhất nhì ba tư này ha. Một. Có bộ là bạn Kali sau khi chiến đấu với Leleon đã mang cho mình một cái ngọn lửa hầm thực gì đó. Và có bộ đây một trận đấu rất là căng thẳng đây. Bị xe tô được tung ra. Hai người hình như là đều xài trái Goro hết, đúng rồi. Những con rồng sét được tung ra và không có dính cái gì hết. Áp sát rồi, Zoro, một nhát chém Zoro vừa tung ra. Hùng không mất máu. Ê ê ê ê ê. What the hell? Sao tôi lại mất máu nha? À quên. Anh vừa Ali với bạn Hùng, quên. Chưa Ali, tại vì bạn Hùng vừa thoát khỏi server tụi em. Tốt nhất chúng ta nên né ra xa nha. Quên Ali với bạn Hùng rồi. Cũng may là máu anh trâu đấy. Cũng... cái gì vậy? Chưa kịp nhìn thấy gì luôn. Kali đã hy sinh rồi. Kali win một trận, 1-0 cho Kali. 1-0. Một bạn đó vừa bắt bẻ anh là bạn... anh bấm sai, anh bấm dư một kia L. Khổ ghê, tôi lỗi bây giờ. Trọng tài là cha mẹ. Sao cũng được. Anh muốn bấm 4-5 chữ cũng được. Bắt đầu. Gõ cái tên sai cũng bị bắt bẻ tụi em. Khổ ghê. Trọng tài là cha mẹ. Kali vừa nói xong là bị mất một cái 1/4 máu rồi. Hai người đang không chiến trên không à. Rớt xuống. Nhảy lên mỏi cổ mấy em, đi xuống đây đi. Kali dính một quả cầu sét. Đó. Bởi vì bắt bẻ tôi làm chi? Ơ? À. Sao chết rồi? Có vẻ là đang lúc bay trên không thì bạn Hùng chúng ta đã hết năng lượng. Và nhân thời cơ đó thì bạn Kali đã chữa một quả cầu sét và bạn đã thiệt mạng. Hay là em nâng cái điểm máu của em quá thấp đi. Em nâng điểm máu của em quá thấp cho nên em bị thiệt mạng rồi. Nâng máu nhiều vô mấy em ơi. Kali win. Xong cái trận này là chúng ta sẽ biết 4 người nằm vào danh sách của trận chung kết là ai. Biết được 3 tên rồi. Đầu tiên là bạn Minh Pro, thứ hai là bạn Leleon, thứ ba là bạn Kali. Và thứ tư là của cái trận này, sau khi thi đấu xong thì chúng ta sẽ biết 4 nhân vật được bước vào vòng bán kết. TFC God từ đầu trận tới giờ không hề thi đấu. Đây, thanh niên với một cái nón người hoàn tinh đây. Từ đầu tới giờ không hề thi đấu luôn bởi vì cái bạn kia bận đi học thêm. Ha. Mệt không em? Em chờ từ đầu trận đấu tới giờ em mệt không?
sướng thấy mồ luôn, có đánh cái gì đâu mà cũng vô được tới gần bán kết. Và các bạn là hai bạn này là đều xài trái Goro hết đấy. Còn cái bạn TFC God này anh chưa biết tại vì bạn nó không có chiến đấu ha. Múc đi Goro rồi, Goro rồi. Chúng ta vẫn thấy bạn Hoàng Đào vẫn xài trái Goro Goro Ruby. Còn bạn à thanh niên kia cũng xài Goro rồi. Đúng là kỷ nguyên của Goro tụi em ơi, kỷ nguyên của trái xét. Dính một chưởng, Hoàng Đào mất nửa cây máu. Server lắc là một cái điều kiện không hợp lý tí nào cho những bạn mà chơi trong cái server này. Một cột xét vừa được phóng xuống, vẫn chưa trúng, Hoàng Đào lướt tới và dính một chưởng. Sẽ làm gì đây? Hoàng Đào còn nửa cây máu thôi em ơi, vừa dính một cái đòn sấm sét gì đó từ bạn kia. Hai người vẫn đang vẫy vẫy cái Vicento. Có trúng không? Vẫy vẫy mà có trúng hay không? Một quả cầu. Miết không vậy? TM God cũng còn khoảng tầm 2/3 cây máu thì vậy. Sao không thấy trái nào mới ta? Toàn xài Goro mà. Một cái hửi Vicento. Một cái hửi Vicento vừa được phóng ra. Nhưng mà không trúng em ơi. Có vẻ như phạm vi Vicento nó không xa bằng Zoro ha. Hồi máu rồi. Tối nay mưa đúng rồi. Nãy giờ sấm sét quá trời luôn. Tối nay server của Lobby sẽ mưa nhé. Lướt nhanh thế. Một quả cầu vừa được phóng ra. Có vẻ như trúng rồi em ơi. Trúng rồi, trúng rồi. Được, vừa được hút lên cục sét. TM God chỉ còn 1/2 cây máu thôi. Ý quên 1/3 cây máu thôi. Sẽ làm gì đây? TM God còn 10% máu. Và trời ơi, cho một chưởng là chết rồi. Đấy, một phẩy Vicento và TM God đã tử nạn. Em ơi, em nghĩ từ đầu trận tới giờ em có chiến đấu đâu mà sao em lại mất tinh thần như vậy. Bạn nào 1-0. 3, go. Cuộc sống mà. Có người thắng và có kẻ thua chứ. Bye anh, bye bye em nha. Mấy em cứ comment vào video bên dưới livestream nha. Cuối livestream này sau khi trận đấu kết thúc thì chúng ta sẽ có giveaway. Zoro Max là 255 à. Ai đó vừa dính một quả cầu điện, vừa dính thêm một cục sét, một combo rất là tuyệt vời từ trái Goro Gorodomi. Né đi em ơi, không né là dính thêm một chiêu là chết luôn ấy. Như vậy có thể là chúng ta vừa chơi chiêu combo á, là các bạn sẽ cho cái chiêu nguyên cái hố thiên thạch luôn, giả mang thiệt. Tức là mình sẽ quăng quả cầu vào đối phương và khi đối phương bị dính quả cầu thì họ sẽ bị văng lên đó tụi em. Tiếp tục chơi một cái cục sét và dậm thêm những cái hố thiên thạch nữa. Trời ơi, liên tục là combo luôn. Và có vẻ như là bạn Hoàng Đào đã hết chiêu rồi. Thời gian tấn công đây em ơi. À chưa. Trời ơi, lại một combo tuyệt chiêu kết thúc là một quả cầu sét và Vicento dứt điểm. Vẫy Vicento mấy em ạ. Như vậy bạn Hoàng Đào là bạn thứ tư góp mặt vào trong cái trận tranh nhất gì ba tư của giải đấu Lobby mùa đầu tiên nhá mấy em. Trời ơi, một cây Zoro vừa được chưởng ra. Có bộ là trúng một chút xíu rồi. Tiếp tục là một cái tuyệt chiêu quăng bom thiên thạch từ cái trái Goro Goromi và một quả cầu lửa khổng lồ, ý quả cầu sét khổng lồ và một cầu sét khổng lồ vừa tung ra, không thấy bạn kia luôn rồi, mất tích rồi. Đâu rồi? À bạn đã bay lên trên rồi. Dính một quả cầu sét rồi. Ơi, tắt cái bạn đi gà ơi. À sorry em. Sorry. Cảm ơn bé Mây Phương. Sorry tụi em nha. Rồi, cảm ơn em Trần Đức An nha, cảm ơn em. Thank you em. Sorry. Hồi nãy giờ có ai thắng không? Quên. Một. Lại nha. Go. Nếu mà lát em ghi có thua thì anh sẽ cho em thêm 50 Robux nha. Ha? Em Minh mà em không biết hạng mấy, mà nếu em hạng nhất thì nói chung là em hạng nhất, hạng gì, hạng 3, hạng 4 thì anh cũng sẽ thêm cho em 50 Robux nha. Bởi vì cái trận hồi nãy anh bị lỗi. Chiến đấu đi em. Dù em hạng 4 em có 50 Robux thì anh vẫn cho em 100 Robux nha. Coi như là cái lỗi của anh cái trận hồi nãy. Rồi chúng ta quay trở lại với trận đấu nào mấy em ơi. Một chưởng Zoro và được tung ra, Minh Pro mất 1/3 cây máu rồi. Minh Pro bây giờ có bộ phong độ đã đi xuống rồi. Còn nửa cây máu thôi. Em ơi, em có 50 Robux nữa đó em ơi, cứ cố lên. Đừng vì cái trận thắng hồi nãy mà nhục chí nhá. Liên tục là những con rồng sét được tung ra. Rồi, quay trở lại trận đấu nào mấy em ơi. Em sub anh rồi đừng chửi em. Cảm ơn em Trần Đức An nha em. Cảm ơn em. Cảm ơn em về donate nha. Liên tục là đứng từ chiêu được tung ra một cái cục sét từ trên trời rơi xuống. Bạn Minh Pro lại hứng tiếp một quả cầu sét khổng lồ mấy đứa ơi. Giờ sao? Làm gì đây?
Ê hê, không có nghỉ uống cà phê nha. Áp sát đi nha, chúng ta không có thời gian đâu. Mốt tôi sẽ bấm thời gian là 1 phút 30 giây. Leon còn 1 phần 2 cái máu. Bên Bro thì vẫn còn rất là đầy máu. Máu vẫn còn xanh. Máu vẫn còn xanh như là cây chanh còn trẻ. Còn em kia làm gì làm lẹ đi nha. Em Kali gì đó làm gì làm lẹ đi nha. Lát thi đấu không có là bị loại đấy. Chúng ta vừa chui vào một cái vòng xét mấy em ạ. Zoro vừa tung ra. Rồi, hình như không trúng. Miết rồi. Hố thiên thạch. Một cái cột xét. Nhưng mà miết rồi mấy em ơi. Đấu giải á, là tụi em là phải trang bị vũ khí, trang bị haki, trang bị đồ này kia. Leon còn nửa cây máu. Vừa bị trúng cái gì đó, trúng gió à. Zoro. Trúng không? Không có trúng. Mình bro đầy máu rồi. Con thằn lằn vừa tung ra. Lại miết rồi. Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Rồi một trận combat vừa được diễn ra này. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Mình bro vừa mất một xíu máu. Leon vẫn chưa hồi máu, vẫn còn nửa cây máu. Sẽ làm gì đây? Discord của anh thì có link bên dưới đây em. Em vào em đăng ký một cái tài khoản nha. Minh Pro vẫn còn rất là đầy máu luôn. Leon đã hồi phục nửa cây máu rồi. Mày bị đánh tới sáng à? Từ từ, tôi sẽ lấy cái đồng hồ ra. Đợi xíu nha. Zoom xa cho em coi nè. Leon vẫn còn nửa cây máu. Minh Pro vẫn chưa mất máu và vừa bị dính một cái quả cầu sét. Máu vẫn đang rút từ từ. 1/3 cây máu đã mất. Anh sẽ lấy một cái đồng hồ, anh bấm. 1 phút nữa nha. Rồi đâu mất tiêu rồi. Nhanh lên nào. Leon đang thua về máu nha. Và chúng ta đã còn 30 giây nữa. Còn 25 giây nữa thì sẽ kết thúc trận đấu đầu tiên. Minh Pro vẫn đang nhịn máu hơn. Hết 1 phút rồi nhưng mà hai em này đã đầy máu rồi. Chơi với nhau như vậy là chơi cái gì? Đùa nhau à. Ok, bắt đầu tính lại 30 giây. 30 giây nhé. Ai vừa thục máu xuống là người đó thua nhé. Minh Pro còn nửa cái máu. Còn 5 giây nữa. Leon nhiều máu hơn. Rồi ok. Stop. Stop, stop. Rồi, công bằng nha, công bằng nha. Tại vì hồi nãy 1 phút. Sau 1 phút đầu tiên thì hai bạn đều bị full máu hết. Và bây giờ là sau 30 giây thì bạn Minh Pro máu thua bạn Leon một chút xíu. Heal đi mấy em. Hồi máu đi, mình đánh trận thứ hai nè. Bây giờ một trận thi đấu chúng ta chỉ có 1 phút 30 giây thôi. À, và sau 1 phút 30 giây nếu ai mà chưa chết thì ai thấp máu hơn, người đó sẽ thua. Và hiện tại thì bạn Minh đang bị dẫn trước bởi bạn Leon 1-0 nha. Còn bạn Minh thì lát nếu mà em hạng mấy anh không biết, nhưng mà em đã trong top 4 rồi. Cho nên nếu mà em có thua thì anh cũng sẽ cộng thêm em 50 Robux nha. Mới có 1-0 thôi, tại vì cái trận hồi nãy là bị lỗi, làm lại rồi. Mới đầu vào Minh Pro đã bị một cái tuyệt chiêu nhát kiếm Zoro. Và quả cầu sét không trúng ai cả. Tiếp tục là một quả cầu sét từ bạn kia, cũng không trúng luôn. Tối nay trời mưa nha mấy em. Một pha không chiến trên không. Và Minh Pro còn nửa cây máu. Đây mới là cái thực lực thực sự của bạn Leon à. Minh Pro gần hết máu rồi. Minh Pro còn 1/4 cây máu thôi. Và bạn đã ngã xuống rồi. Trời ơi, 1.000 máu. Rồi như vậy chúng ta đã có người đầu tiên vào chung kết là bạn Leon nhá. Còn Minh Pro, bạn Minh Pro chờ chút xíu nha em, để em có thể thi đấu tranh ba tư. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với cái lượt thi đấu của hai bạn còn lại là bạn Kati và bạn Quang Đào. 1 2 3 Go. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu chào hỏi nhau rồi. Liên tục là những cây Bisetto được tung ra. Kali này hình như không có xài vũ khí à. Đây là kỷ nguyên Goro nhé. Mùa đầu tiên của Lobby toàn là những người xài trái Goro thôi, bởi vì có thể là nó mắc. Kali mất 1/3 máu rồi. Quang Đào cũng như vậy. Hai người vẫn đang đánh nhau chí chóe. Chúng ta đã một bạn vào chung kết rồi nha, bạn Leon vào chung kết rồi nha. Trận này sẽ xác định ai sẽ là người vào chung kết của cặp đấu thứ hai. Còn những bạn kia thì sẽ tranh ba tư nha. Ôi, Quang Đào dính ba chiêu và tử nạn thêm một cái Zoro nữa. Em này xài được Zoro á. Best. Một combo mấy em ạ. Một combo những quả thiên thạch sét và một quả cầu sét. Và đứng trên không chém một nhát kiếm Zoro xuống. Tử nạn 1-0 cho Kali. Quá hấp dẫn. Kali 1-0. Rồi, chúng ta chuẩn bị tới với trận thứ hai. 1-0 đang nghiêng về Kali. Những con rắn sấm sét đang được tung ra. Vẫn là những màn chào hỏi nhau bằng cây Bisetto. Chơi cái này là phải kết hợp giữa vũ khí với lại tuyệt chiêu mấy em ơi.
sấm sét vừa được nổ ra, một chiêu thác nước Kali vừa được hút lên không, nửa cây máu rồi em ơi, dính thêm một quả cầu sét nữa. Ai vừa bị hút vậy? Như Kali vừa bị hút thì phải. Đúng rồi, Kali còn nửa cây máu thôi. Được chiêu Zoro vừa được tung ra, con rồng sét. Biết rồi. Bản quan chúng ta cũng vừa mất 1/3 cây máu của mình, Kali thì còn 1/2 cây máu thôi, không tới 1/2 cây máu nữa. Lại tiếp tục một cục sét vừa tung ra, hình như là mít. Khẩu chiến, không chiến nhìn không, chém nhau, nhảy như khỉ vậy. Tiếp tục chiến đấu, Kali đã hồi máu rồi, bạn Quang thì cũng gần đầy máu rồi. Mốt anh sẽ đầu tư cho cái máy nó mượt hơn chút xíu, cho nó ổn định ha. Cũng do mạng đó tụi em, nói chung mấy cái tầm giờ này cái mạng nó không ổn định lắm. 1:20 rồi mấy em, Kali đang thua máu nhiều hơn nè. Quang đạo đầy máu rồi. Kali chưa đầy máu. Ok, stop. 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 Stop, stop. 1:30 vừa kết thúc đây, 1:33 chắc em không thấy đâu, 1:33 và bạn Kali mất máu một chút xíu so với bạn kia. Bạn Quang chúng ta đã đầy máu rồi. Reset đi em. Một điều. Cái trận tranh chung kết này, trận tranh nhất nhì ba tư này khá là hấp dẫn ha. Chúng ta sẽ tới với trận thi đấu thứ ba. Đây là một cái trận đấu đầu tiên trong cái giải mùa 1. Chúng ta bước tới trận thứ ba. Bây giờ nha, chúng ta lại tiếp tục 1:30 nha. Và nếu không ai chết thì ai ẩn máu hơn người đó sẽ là người thua và người kia chiến thắng chung cuộc. 3. Let's go. 1:30 bắt đầu. Thăm hỏi nhau đi. Chém nhau đi. Bay trên không trung rồi. Tung ra những đòn sấm sét rất là ác liệt luôn. À, có hai thanh niên đang đứng ở trên cột cờ trên kia để coi quan sát cái meme. Như thế nào rồi? Cái gì vậy? Ai bị mất máu ghê vậy? Đâu rồi? Bên đây là ai đây? À, bạn Quang chúng ta chỉ còn 1/4 cây máu thôi. Và Kali chúng ta thì chưa mất dòng máu nào. À, mất cũng được 10% rồi. Nhưng mà với số máu như vậy thì không là cái gì so với bạn Quang. Tiếp tục là một cây Zoro vừa được tung ra. Quang đang hồi máu. Quang còn 1/4 cây máu, đang hồi máu. Gần được một nửa rồi. Dính một quả cầu sét. Máu hai người đang ngang nhau tụi em ơi, Kali đang mất máu nhiều hơn bởi vì vừa dính một cái cột thu sét từ trên trời rơi xuống. Hai người có vẻ đang ngang máu nhau đấy. 1 phút vừa trôi qua rồi mấy em ơi, chúng ta còn 30 giây thôi. Chúng ta còn 30 giây thôi. 30 giây, ai sẽ nhiều máu hơn? Hiện tại theo anh thấy thì Quang đang nhiều máu hơn. Kali đang, hai máu của hai người đang ngang nhau nhá. Nếu 1:30 máu hai người ngang nhau thì chúng ta sẽ thêm 30 giây nữa. Còn 20 giây nữa. Trận đấu còn 20 giây nữa. Cuộc chạy đua với thời gian. Đâu rồi? Kali đã hơn nửa cây máu rồi. Quang nhiều máu hơn mấy em ơi. Đây đây, Quang đang nhiều máu hơn. Tụi em thấy rõ ràng không? So tàn cuộc thì hình như là Quang nhiều máu hơn đấy. Kali. Ok, stop, 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 stop. Stop. Rõ ràng mấy em có thấy tua lại livestream cách đây khoảng tầm vài giây. Mấy em sẽ thấy ai nhiều máu hơn, nhìn máu hơn anh có quay rất là rõ khúc đó luôn. Không có bằng nhau, Kali thua một chút xíu máu, mấy em có thể kéo lại livestream coi nhá. À, có một điều như thế này, May hơi bức xúc. Tại vì lúc nãy giờ May cũng bận, May cũng không có coi stream kỹ. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái giải thưởng anh gà đưa ra là cái... Nó đã như vậy rồi, thì người thắng cuộc dù là ai đi chăng nữa thì cái giải thưởng anh gà vẫn phải chia ra. Chứ đâu phải là cái giải thưởng có anh gà ôm đồm một mình anh gà đâu. Là các bạn bảo là không công bằng ở đây. Người tổ chức anh gà đủ biết và anh gà cũng là người quan sát trong cái stream, trong cái trận đấu này thì anh gà biết là ai thắng. Vậy mình cho mình hỏi nè, bây giờ nếu mà xử bất công như vậy rồi anh gà có được lợi ích gì hay không? Mình cảm thấy hơi bức xúc nên là mình bật mic nó. Giờ mình hỏi đó, bây giờ nếu các bạn cho rằng anh gà không công bằng, vậy cái không công bằng đó của anh gà có được lợi ích gì hay không? Rồi nha, cảm ơn em. Thank you em, đâu có gì đâu. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói lại về cái giải này. Là tất cả những bạn đều đã match cup rồi. Cho nên thay vì mà anh sẽ đưa cho các bạn sự nhạc lớn quá ta. Rồi ok, vui mà mấy em. Giải này là vui mà. Anh thì anh bỏ ra anh làm giải tụi em thôi, có gì đâu. Tính theo anh thôi, tại vì anh một người rất công bằng ha. Tụi em biết từ đó tới giờ rồi. Cái gì nó cũng song phẳng, cái gì nó cũng rõ ràng. Rồi, bạn Kelly. Kelly với mình, chuẩn bị.
Bây giờ là mình sẽ thi đấu giải ba tư trước nhé. Ba trận, mỗi trận là 2 phút, nếu không ai chết là 2 phút. Và bạn chiến thắng cuối cùng, ý bạn hạng 3 thì sẽ được 100, bạn hạng 4 sẽ được 50 ha. Riêng bạn Minh thì sẽ được 50 Robux. Đúng rồi, thêm 50 Robux do cái trận hồi nãy là cái lỗi của anh. Và các bạn đều đã max cấp hết rồi, cho nên thì các bạn sẽ được bonus thêm 25 Robux thay vì kiểu búp. Được chưa? Tức là giải mình sẽ tăng lên, ví dụ là hạng 3 là 100 thì sẽ là 125, hạng 4 là 50 sẽ là 75. Tại vì các bạn đã max cấp hết rồi cho nên sẽ quy đổi tương đương với cái búp thành cái Robux. Hợp lý không? Đấy, có gì đâu mà tụi em phải cãi nhau làm gì. Giải đấu của anh, tiền là của anh mà. Ok nhá, không bàn nữa nhá. Chơi vui mà mấy em. Phải vui như vậy thì mỗi tuần mới tổ chức được chứ. Bây giờ chuẩn bị nha. Trận tranh 3-4, trận đầu tiên, 1, 2, giữa bạn Kylie và bạn Minh. Let's go. 2 phút, bắt đầu. Đúng không, tụi em cãi làm gì? Chị bay tụi em nói đúng mà, cãi cũng đâu được gì đâu. Em cũng đâu mất gì đâu. Mất là anh mất thôi chứ em không mất gì đâu. Thăm dò nhau, bắt đầu là một cái sự thăm dò nhau rồi mấy đứa ơi. Quẩy lên. Tôi vừa bị trúng cái gì đó. Liên tục là những đòn xả đòn từ hai bên. Có bộ là Minh Pro gần hết máu rồi. Trời ơi. Trận đấu chỉ mới diễn ra trong vòng 30 giây thôi. Bạn Minh Pro đã tử nạn. Không hiểu tại sao luôn. Chắc là vừa bị dính một cái combo sấm sét rồi combo Zoro. Đây bạn cũng không hiểu tại sao bạn chết nữa. Đi ra. 1, 2. Trận thi đấu thứ hai nhá. Sẽ là 1 đều hay là 2 không? Chúng ta không biết nữa. Bắt đầu. Go. 2 phút bắt đầu. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về cho Kylie nhá. Minh ơi, em sẽ làm gì đây Minh ơi? Mà không sao, hạng 3 hay hạng 4 thì em cũng sẽ có mức tương đương với lại hạng 3 thôi. Nếu hạng 4 thì em vẫn có 100 Robux, 125 nhá. Minh mất miếng máu rồi. Minh đã bị gãy móng chân rồi. Còn nửa cây máu thôi, cái gì nhanh vậy? Có thể Minh sao không là đối thủ của Kylie bởi vì Minh không né được đòn. Minh còn 10% máu và Minh đã không còn máu ý còn. Chưa chết rồi. Mới nói tức thì. Không hiểu lý do tại sao luôn. Em cũng không hiểu lý do tại sao. Anh cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Tại sao chết vậy? Siêu thoát. Bòn. Hạng 3 dành cho bạn Kelly và hạng 4 dành cho bạn Minh nhá. Rồi ok. Như vậy chúng ta đã có chân dung của người hạng 3 hạng 4. Bạn hạng 3 là bạn Kelly. Như vậy bạn Kelly sẽ được 125 Robux. Cũng như bạn Minh. Do cái sự cố hồi nãy cho nên bạn cũng sẽ đồng giá là quên, đồng giải thưởng là 125 Robux. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với giải trận thi đấu cuối cùng, tranh nhất nhì. Giải nhất là 325 Robux, giải nhì là 225. Tại vì quy đổi tương đương từ cái búp nữa ha. Giải nhất, giải nhì từ bạn Quang và bạn Leon. Ôi sủ nhi chửi thì kệ đi em ơi, anh đâu quan tâm đâu. Tụi em nên học cái tính như anh á, là ta chửi mình kệ người ta, tầm gì. Một, chúng ta hãy theo dõi trận đấu cuối cùng của Lobby mùa 1. 2, 3. Giữa hai đối thủ xài Goro Nomi và một thanh niên xài Zoro. Tấn công. Đáp nhau đi. Những con rắn sét vừa được tung ra. Thăm hỏi bằng Bisetto. Thanh niên kia lại thăm hỏi bằng Zoro các em ạ. Quang và Leo Leo. Ai sẽ là người giành hạng nhất trong cái trận Lobby này đây? Không thấy gì hết. Quang mất miếng máu rồi. Mất gần nửa cây máu rồi vì dính một cái quả cầu sét từ Liêu Liêu. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Nhanh lên nào. Cố lên. Hai người vẫn đang bằng máu nhau đấy tụi em. Một nhát chém Zoro và Quang đã mất nửa cây máu. Trời ơi, hổn đấy. Kiểu này là chắc một nhát chém nữa là Quang đi luôn quá. Miết rồi. Quả cầu sét đã miết rồi. Còn 1 phút nữa tụi em ơi. 1 phút nữa để cho chúng ta có thể phân định thắng thua của trận đầu tiên này. Ai ít máu hơn sẽ thua nhá, nếu không ai chết. Cái việc rỉa máu rất là quan trọng luôn. Rỉa máu sẽ giúp chúng ta có lợi thế hơn. Hình như Quang đang bị mất máu rồi. Quang chỉ còn nửa cây máu thôi. Người đang có lợi thế hiện tại vẫn là Liêu Liêu. Liêu Liêu vẫn đang nhiều máu hơn. Chúng ta còn 30 giây nữa. 30 giây nữa sẽ kết thúc trận đầu tiên nha. Hình như Quang vừa bị dính một cái gì đó. Đúng không? Quang còn nửa cây máu. Liêu Liêu vẫn là người có lợi thế bởi vì anh ta không mất máu. 10 giây nữa em ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
như thế nào đây? Đâu rồi? Né ra mấy đứa kia. Thôi bây giờ mình tiếp 30 giây nữa nha. Anh không thấy được cái tình hình như thế nào hết. Thôi 1 phút nữa đi. Tại vì trong cái tựa game này mình đứng sau, mình không thấy máu được của bên kia. Ok, hình như vừa bị dính rồi. À không có dính. 1 phút gần trôi qua rồi mà không ai mất một miếng máu nào cả. Ê cha, ai vừa mất miếng máu rồi? Leo leo mất miếng máu rồi. 5 giây nữa. 5 4 3 2 1. Như vậy Leo Leon vừa mất một giọt máu mấy em ơi. Số máu ít hơn so với lại bạn Quang bên đây nè. Thấy chưa? Stop. Hạng nhất là 220, hạng nhất là 325, hạng nhì là 225. Bạn hạng 3, hạng 4 như chúng ta vừa thấy là đều được 125 Robux hết. Được chưa? Luật chơi là của anh em. Luật chơi là anh tạo ra. Với lại anh thì tạo ra cái luật chơi công bằng lắm. Chọn sân các kiểu. Rồi ok, chúng ta sẽ có hai người nha. Bạn Liêu Liêu sẽ bên cái sân bên trái theo cái hướng của anh. Còn bạn Quang bên sân bên phải. Trận thứ hai chuẩn bị diễn ra. Và nếu trận này bạn Quang chiến thắng là như bạn Quang sẽ được hạng nhất trong cái mùa đầu tiên ha. Còn nếu các bạn Liêu Liêu mà chiến thắng thì chúng ta sẽ bắt đầu với trận thứ 3. 1 2 Trận chiến định mệnh bắt đầu. Go. Quẩy đi. Try hack là như thế nào? Hãy cho mọi người xem đang thấy try hack là như thế nào. Gầm lên. Leon vừa dính chiêu rồi còn nửa cây máu thôi. Quang cũng bị mất một chút xíu máu mà không nhiều. Theo anh thấy thì bạn Quang thì rất là mạnh về tuyệt chiêu của Goro Goronomi. Còn bạn Liêu Liêu thì rất thuần thục về cái vũ khí Zoro. Cho nên thì để xem hai bạn này sẽ thể hiện như thế nào thôi. Quang đã mất nhiều máu. Quên bấm giờ rồi, sorry mấy em. Bấm giờ lại nha, 2 phút. Tiếp. Thời gian sẽ nhiều hơn chút xíu. Quẩy lên. Quên bấm giờ mới đâu chứ. Thôi kệ. 2 phút bây giờ nó dài thêm khoảng tầm 30 giây. Là 2 phút 30 giây. Cứ quẩy thôi. Thời gian đang không ủng hộ bạn Quang. Bởi vì nếu càng lâu thì bạn Liêu Liêu sẽ được hồi máu. Như thế nào đây? Liêu Liêu còn nửa cây máu. Bạn Quang hình như vừa dính chiêu rồi. Oh, Quang đầy máu mấy em ơi. Quang đầy máu ha. Leo Leo thì vẫn đang chạy ra hướng xa của cái map để hồi máu thôi. Giờ sao ta? Ơi Quang gần chết rồi, quên, Leo Leo gần chết rồi. Leo Leo. Leo Leo tử nạn rồi. Bòn. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có vẻ như là đã bị dính một cái tuyệt chiêu của trái Goro và bị điểm quyệt đó tụi em. Bị đơ ha. Và thời gian đó thì bạn Quang chém một phát là hy sinh luôn. Ok. Không, thật ra bạn Leo Leo khá là mạnh nhưng mà bạn nó chỉ mạnh về cái Zoro thôi. Bạn nó canh cái Zoro khá là tốt ha. Còn nếu về độ thuần thục của trái quỷ mà sử dụng á thì cái trái Zoro á bạn quen tốt hơn. Yay. Rồi chúng ta có cái nhà vô địch của mùa đầu tiên Lobby và cảm ơn các em đã theo dõi cái mùa này. Bạn chiến thắng là bạn Quang, bạn hạng nhì là bạn Leo Leo, bạn hạng 3 là bạn Kelly và bạn hạng 4 là bạn Minh ha. Mỗi bạn sẽ nhận mức giải thưởng tương đương. Bạn Quang là 325. Bạn Liêu Liêu là 225. Bạn Kelly là 125. Bạn Minh là 125. Được chưa?